Thưa quý vị thưa các bạn, tại Hải Dương tâm dịch Covid-19 của Việt Nam hiện nay đã kết thúc giai đoạn cách ly xã hội từ ngày hôm qua ngày 3 tháng 3. Cũng bởi vậy, hiện tại nhiều người dân từ Hải Dương đang có chung câu hỏi đến các địa phương khác là liệu họ có phải thực hiện cách ly tại nhà hay cách ly tập trung hay không khi đến với những địa phương đó. Và mới đây nhất thì Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo về việc các trường hợp từ Hải Dương trở về thủ đô từ ngày mùng 3 tháng 3. Theo đó, các trường hợp về từ Hải Dương từ 0 giờ ngày 3 tháng 3 cần chủ động khai báo y tế với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, bắt buộc cài đặt ứng dụng Bluezone NCOV. Nếu người dân phát hiện các triệu chứng của COVID-19 thì cần phải thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế. Điền đối với những người về từ 4 địa phương của Hải Dương bao gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành và Cẩm Giang. Ngoài các biện pháp nêu trên, người dân thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi đời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày. Nếu người dân đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương, thì có thể trở lại làm việc và học tập.